Thời tiết trở lạnh khiến da của bạn trở nên sần sùi, khô ráp. Thời tiết trở lạnh khiến cho bệnh lý xương khớp của người già trở nên tồi tệ. Thời tiết trở lạnh khiến bạn không thể ngủ ngon giấc. Tất cả đều không là vấn đề với sự xuất hiện của cực phẩm mới nhất, máy sưởi gốm Fuji E CH1600. Sắc đỏ ấm nóng, nổi bật cùng kiểu dáng thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, bắt kịp xu hướng thiết kế hiện đại, thanh lịch, cùng vỏ máy được làm bằng nhựa dẻo tiên tiến ABS thẩm mỹ cao. Đặc biệt, máy được trang bị lớp lưới kim cương siêu bền, không rỉ, không oxy hóa, đảm bảo cho người sử dụng trong quá trình quạt phát nhiệt. Quạt sưởi gốm Fuji E 1600 sử dụng công nghệ làm nóng nhanh, chỉ sau 5 giây, không phát sáng, không gây mùi khó chịu, mang đến không khí ấm áp cho cả gia đình trong mùa đông giá lạnh. Với ưu điểm không đốt cháy oxy, không gây khó thở, không gây khô da, cân bằng độ ẩm trong phòng kín, không gây nhức mỏi với người thấp khớp. Giờ đây, bạn không cần phải lo lắng về vấn đề da khô trong mùa đông hay những căn bệnh về thấp khớp quấy nhiễu tuổi già. Giấc ngủ của bé cũng được ngon giấc nhờ Fuji E 1600. Chế độ bảo vệ quá nhiệt, an toàn tuyệt đối khi sử dụng, tự động tắt nếu bị nghiêng hoặc đổ, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm về độ an toàn của máy trong quá trình sử dụng, nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ. Với hai mức công suất làm ấm là 1.000 và 2.000 W, phù hợp sử dụng cho những căn phòng có diện tích khoảng từ 10 đến 20 m2 như phòng khách, phòng ngủ hay phòng làm việc. Mặc dù là một thiết bị thông minh, nhưng máy lại có cách sử dụng vô cùng đơn giản. Chỉ với một núm vặn, các chức năng làm ấm và tự động xoay giúp tăng phạm vi phát nhiệt rộng. Tích hợp trong một chiếc quạt sưởi nhỏ bé là những tính năng vô cùng tiện ích và thông minh. Không còn bàn cãi gì nữa, đây chính là chiếc quạt sưởi mà mọi gia đình Việt đang tìm kiếm. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận được mức giá ưu đãi nhất. Ngoài ra, Fuji E cung cấp nhiều lựa chọn khác với các dòng máy sưởi gốm đa chức năng, đa dạng không gian sử dụng, mẫu mã, thiết kế, công suất máy phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng.